quỳ bên nhau, con chắp tay tạ ơn Ngài. Chúa chúc phúc cho tình yêu thắm nồng, là hạnh phúc khi con tim cùng chung nhịp, là hồng ân Ngài đã kết hợp chúng con. Quỳ bên nhau chắp tay con nguyện cầu, hòa khúc ca để dâng mẹ yêu dấu, đôi tim nhỏ một lòng lời đoan nguyện, xin mẹ thương che chở đời chúng con. Nụ hoa tươi tỏa ngát hương thơm nồng, nụ tình yêu mà Chúa đã gieo bông, xin cảm tạ tình Ngài luôn giữ gìn để tán thay cho tình yêu chúng con. Quỳ bên em, anh khắc sâu lời đoán thề, suốt đời anh xin nguyện mãi bên em. Dù xuân đến hay những khi mùa đông về, nụ cười em rồi ông suốt cuộc đời anh.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hai con thân mến, Hội Thánh chia vui và mở rộng lòng đón tiếp các con cùng với thân quyến bạn bè trong ngày các con quyết định cùng nhau thiết lập đời sống chung trọn đời. Trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta, xin Chúa nhận lời các con trong ngày vui này và ban ơn trợ giúp bởi trời bênh vực các con, cho các con được như lòng mong ước và thực hiện mọi điều các con khẩn cầu. Hát vinh danh. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con khẩn nguyện và đoái thương tuôn đổ ơn Chúa trên các tôi tớ Chúa đây hôm nay đến trước bàn thờ Chúa để kết hôn, để khi được kết hợp với nhau trước bàn thờ Chúa họ được bền vững trong tình thương yêu nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, về hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài trích sách Sáng Thế. Thiên Chúa phán: chúng ta hãy dựng nên con người theo hình ảnh của chúng ta và giống như chúng ta, và họ hãy làm chủ cá biển, chim trời, mọi thú rừng, tất cả trái đất và mọi loài bò sát di chuyển trên mặt đất. Vậy Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh của mình. Ngài tạo dựng họ theo hình ảnh của Thiên Chúa. Ngài tạo dựng họ có nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc cho họ và Thiên Chúa phán với họ: hãy phát triển và sinh sôi cho nhiều, tày mặt đất và chế ngự nó, hãy làm chủ cá biển, chim trời và toàn thể sinh vật di chuyển trên mặt đất. Thiên Chúa nhìn xem mọi sự Ngài đã làm ra, chúng thật là tốt đẹp. Đó là lời Chúa. Cảm ơn Chúa.
Bài trích thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, tôi là tù nhân vì Chúa. Tôi khuyên anh em hãy sống xứng đáng với ơn kêu gọi anh em đã được lãnh nhận. Anh em hãy hết lòng khiêm nhượng, hiền từ, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau trong đức ái. Hãy lo giữ gìn sự hợp nhất tinh thần, lấy bình an hòa thuận làm dây ràng buộc. Chỉ có một thân thể và một linh khí, cũng như anh em đã được kêu gọi đến cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa là Cha hết mọi người, đứng ở trên mọi người, xuyên qua mọi sự và trong mọi người. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy có những người Pha-ri-sêu đến gần Chúa Giê-xu để thử Người. Họ nói, người ta có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do gì không? Người đáp lại, các ông chẳng đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, tạo hóa đã dựng nên con người có nam, có nữ và Ngài phán. Bởi thế người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác. Như thế, họ không còn là hai, nhưng là một thân xác. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly? Đó là lời Chúa. Hai con là Giuse, Vương Văn Dưỡng và Maria Nguyễn Thị Thanh Huyền. Tên Nguyễn Thị Thanh Huyền rất là đẹp. Hai con đã chuẩn bị, đã học giáo lý một thời gian và đã quyết định đến đây để kết ước với nhau trước mặt Chúa và trước mặt cộng đoàn. Thế hai con có biết hôm nay đến đây để làm gì không? Có khi chỉ có nghĩ là đến lễ cưới thôi không? Chứ còn không biết việc chính của mình là việc gì? Cái việc chính của mình là việc gì? Để chuẩn bị cho lễ cưới được trang trọng, được sốt sáng, được kỹ lưỡng thì phải có thời gian chuẩn bị dài dài. Chuẩn bị xa rồi chuẩn bị gần. Thế thì hôm nay hai con đến đây chủ yếu đó là kết ước với nhau, trao nhẫn cho nhau, trao nhẫn cho nhau để nói lên khi người ta nhìn thấy chị Huyền đeo chiếc nhẫn, họ biết rằng đây là người đã có chủ. Hay anh Dưỡng đeo chiếc nhẫn của chị Huyền trao cho thì họ cũng thấy rằng đây là người có chủ. Hay chính hai bạn qua chiếc nhẫn nói rằng đây là vợ của tôi, là người của tôi. Đấy, tôi đã xích bằng chiếc nhẫn rồi. Đấy, xích bằng chiếc nhẫn. Nhưng mà cẩn thận, không phải trao nhẫn cho người khác thì chết. Thì có câu chuyện vui vui. Có hai bạn kia, một bạn tân tòng, vì cũng không chuẩn bị lễ cưới cho chú đáo. Thế thì khi đến cái phần trao nhẫn cưới, khi mà linh mục làm phép hai chiếc nhẫn xong, thế thì hai bạn cũng biết làm thế nào, không biết là trao nhẫn cho ai. Thế cái bạn là tân tòng kia không biết là trao nhẫn cho ai, chắc run quá. Thế thì cha xứ mới chỉ cầm cái chiếc nhẫn đấy đeo vào tay anh ấy kia kìa, thì cha xứ đang chỉ cái này. Đấy, thế cha xứ đang chỉ, thế thì chị ấy tóm luôn chiếc ngón tay của cha xứ và đèo luôn cho cha xứ cái nhẫn. Cha xứ sợ quá rụt vội vàng lại. Thế cho nên là phải chuẩn bị thật kỹ. Đấy, hai bạn chuẩn bị thật kỹ lại rơi mất nhẫn bây giờ. Đấy, thế là phải trao nhẫn cho nhau chứ không phải là trao nhẫn cho cha xứ. Đấy, bởi vì hai bạn là người kết ước với nhau. Thế thì lời Chúa hôm nay nói với bạn, hai bạn ngoài việc trao nhẫn cho nhau đó là hứa với nhau điều gì? Trung thành với nhau. Trung thành như thế nào? Như lời Chúa nói hôm nay, tức là
sự gì Thiên Chúa liên kết loài người không được phép phân ly, hay là trong bài đọc của Thánh Phaolô nhắn nhủ với các người Kitô hữu, đặc biệt là hai bạn hôm nay, đó là phải hiệp nhất trong tinh thần và hòa thuận trong cả đời. Đó là cái mối dây, đó là cái dây ràng buộc hai bạn với nhau. Ngày nay là các bạn trẻ là hay lấy vợ lấy chồng sớm, tôi sợ lắm, tôi sợ các bạn trẻ này lấy vợ lấy chồng sớm lắm, bởi vì đôi khi các con không trải qua những cái sóng gió của cuộc đời, không phải không trải qua, chưa trải qua, cho nên là về khi mà gặp sóng gió, gặp chút đau khổ, có thể nhiều bạn bị đổ, bị gãy, bị vỡ hôn nhân vì trẻ quá. Thế thì các bạn hãy nhớ lời Chúa hay nói với các bạn là phải luôn luôn chung thủy trong mọi trường hợp. Hãy chung thủy trong mọi trường hợp, khi thịnh vượng cũng như lúc gian lao, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời. Thế thì cách đây nhiều năm, tôi có đọc trên báo chí có một câu chuyện rất là cảm động, rất là hay, về một đôi vợ chồng trẻ. Thế thì có hai bạn này là người Mỹ, cùng làm một công ty. Thì Chúa chắc cũng định cho họ là cùng nhau, cho nên là khi làm cùng nhau, họ nảy sinh tình cảm, thích rồi yêu, rồi họ quyết định đến trình bày với cha xứ. Và họ cũng tìm hiểu giáo lý hôn nhân, rồi đến xin lễ cưới. Sau khi làm lễ cưới xong, hai bạn thì còn trang mặt rất là hạnh phúc. Về một thời gian sau, họ cũng sống rất là hòa thuận, yêu thương, hạnh phúc bên nhau. Nhưng mà bỗng một ngày, khi mà hai người đi trên chiếc ô tô, thì tai nạn xảy ra với hai bạn này. Một tai nạn rất khủng khiếp xảy ra với hai bạn. Người chồng thì cũng bị thương nhưng mà không nghiêm trọng lắm. Còn người vợ thì mất trí nhớ, bị rất là nặng nề, bị tác động vào đầu cho nên mất trí nhớ. Và khi mất trí nhớ là ra khỏi bệnh viện, thì chị ta không còn nhớ chồng của mình nữa, không còn nhớ chồng của mình là ai nữa. Mặc dù mọi người trong gia đình ở đây là chồng của con, nhưng mà vì tất cả những gì tốt đẹp, những ký ức tốt đẹp về người chồng mất rồi, không còn nhớ gì nữa, mất rồi. Thế thì chị ta không muốn sống chung với anh ấy nữa, bởi vì chị ta cứ không thể hòa hợp được với anh ấy, cứ có cảm giác anh ấy là người rất xa lạ, rất là xa lạ. Bởi vì những cái ký ức quen thuộc, những ký ức bên nhau hạnh phúc, nó mất hết rồi, mất trí nhớ rồi. Mất chị này là cuối cùng là mất trí nhớ vĩnh viễn luôn. Thế thì một hôm chị ấy dọn dẹp đồ đạc của mình để đi ra khỏi nhà chồng, vì cố gắng mãi mà không sống được với chồng, vì nó cứ có cảm giác lạ lùng. Thế chị ta chuẩn bị để đi ra khỏi nhà chồng để về nhà mẹ sinh sống. Thế thì khi mà dọn dẹp đồ đạc thì chị ta thấy có một cái bảng ép lát tích rất là cẩn thận. Các bạn, hai bạn có biết cái bảng ấy là cái bảng gì không? Đó là cái lời hứa mà khi hai người đó hứa với nhau đấy, tức là cái lời hứa sẽ giữ chung thủy với nhau khi thịnh vượng cũng như lúc gian lao, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng nhau mọi ngày suốt đời sống. Thế thì chị ta mới khi dọn đồ đạc trong cái cuốn album, thì chị ta mới nhìn thấy cái bảng đó đặt ở trong cuốn album, và chị ta đọc cái câu đó, chị ta rất là xúc động. Cùng với những chiếc ảnh cưới nữa, chị ta quyết tâm không bỏ chồng nữa và thay đổi quyết định. Và cuối cùng chị cố gắng sống với người chồng đó vì lời hứa đó, vì lời hứa đã hứa với nhau, đã hứa chung thủy với nhau
Và cuối cùng họ có hai đứa con, và tình cảm cũng dần dần nảy sinh. Mặc dù chị ta không nhớ lại tất cả những là ký ức tốt đẹp hay nhớ lại những người trong gia đình, nhưng mà vì lời hứa trước hội thánh, trước bàn thờ Chúa, và thế mà chị ta quyết định chung sống với anh ấy cho đến trọn đời. Và cuối cùng họ có hai đứa con và đời sống của họ rất là bình an, hạnh phúc. Qua câu chuyện này cũng như qua lời Chúa hôm nay, muốn nói với anh Dưỡng và chị Huyền cũng hãy cố gắng trung thành, trung thủy với nhau cho đến trọn đời, dù bất cứ điều gì xảy ra, cho đến điều tồi tệ nhất đó là mất trí nhớ, nhưng hai bạn đã hứa với nhau thì luôn luôn trung thủy với nhau, sống với nhau cho đến trọn đời, sống với nhau cho đến răng long bạc đầu, và luôn luôn hòa thuận thương yêu nhau. Điều đó là điều Thiên Chúa muốn, và Thiên Chúa sẽ chúc phúc cho hai bạn. Amen. Các con thân mến, các con cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của các con được củng cố bằng một dấu ấn đinh thánh trước mặt thừa tác viên của Hội Thánh và Cộng đoàn. Đức Kitô giang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của các con và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho các con nên phong phú và vững mạnh, giúp các con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhiệm những trách nhiệm khác của hôn nhân, như chính người đã dùng bí tích thánh tẩy mà thánh hóa các con. Bởi vậy trước mặt hội thánh tra hỏi các con về ý định của các con. Anh Giuse Vương Văn Dưỡng và chị Maria Nguyễn Thị Thanh Huyền, các con đến đây để kết hôn với nhau, các con có bị ép buộc không? Thưa cha, không. Các con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Cha, không có. Thưa cha, không có. Khi trọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Cha, không có. Thưa cha, không có. Các con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Cha, không có. Thưa cha, không có. Bởi vì các con đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, các con hãy nắm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh là Giuse Vương Văn Dưỡng, xin nhận em Maria Nguyễn Thị Thánh Huyền làm vợ của anh và hứa giữ lòng trung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và trân trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em Maria Nguyễn Thị Thánh Huyền xin nhận anh Giuse Vương Văn Dưỡng làm chồng em, hứa suốt đời yêu thương anh, giữ lòng trung thủy với anh khi vượng vượng lúc gian lao, khi đầu mạnh khỏe, để yêu thương trân trọng anh suốt đời. Xin Thiên Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận các con vừa tỏ bày trước mặt Hội Thánh, và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên các con. Sự gì Thiên Chúa kết hợp loài người không được phân ly. Nào ta chúc tụng Chúa. Xin Thiên Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn này mà các con sắp trao cho nhau, làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy. Amen. Thân Maria Nguyễn Thị Thanh Huyền xin hãy nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của anh, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Xin Chúa sẽ ban dưỡng thân nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của em, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Kính thưa quý cụ ông bà và anh chị em, qua lời kết ước, qua việc trao nhẫn, hôm nay anh Giuse Dưỡng và chị Maria Huyền đã chính thức trở thành vợ chồng của nhau trước mặt người tấp viên của Hội Thánh, trước mặt Chúa và trước mặt cộng đoàn. Chúng ta cùng nổ một tràng pháo tay để chúc mừng cho anh chị. Anh chị em thân mến, nhớ tới hồng ân đặc biệt của ân sủng và tình thương mà Thiên Chúa đã đoái thương kiện toàn và thánh hóa mối tình của anh chị em chúng ta đây, là anh Giuse Dưỡng và chị Maria Huyền. Chúng ta hãy ký thác những người anh chị em này cho Chúa. Chúa Kitô đã yêu thương Hội Thánh và Người đã hiến mình vì Hội Thánh. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Hội Thánh luôn trung thành với sứ mệnh Người trao và tiếp nối sứ vụ giao giảng tin mừng bằng mọi cách thế và hoàn cảnh của một thời đại. Chúng ta hãy cầu nguyện. Sự gì Thiên Chúa liên kết, loài người không được phân ly. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa chúc lành cho tình yêu mà các anh chị tự nguyện cam kết với nhau hôm nay được mãi mãi bền độ bằng sự hy sinh, cảm thông và đồng trách nhiệm xây dựng tổ ấm gia đình hạnh phúc. Chúng ta hãy cầu nguyện. Này Chúa, xin nghe thương con kêu cầu Chúa. Biến động của xã hội, phát triển khoa học, công nghệ cũng hệ lụy đến đời sống của các gia đình trên thế giới. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mỗi người ý thức sử dụng đúng mục đích và cho những người quản lý thị trường có trách nhiệm để đem lại lợi ích cho người dân. Chúng ta hãy cầu nguyện. Chúng ta cùng cầu xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho các cha mẹ và mọi người thân thuộc, người còn sống cũng như kẻ đã qua đời. Xin Chúa cũng đồng hành với những gia đình đang phải phân ly, cho họ biết cảm thông với nhau và cùng nhau bước tiếp trong yêu thương và hạnh phúc. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu mà ban thánh thần tình yêu của Chúa xuống trên đôi tân hôn này, để họ nên tâm đầu ý hợp, khiến không gì có thể gây sầu muộn cho những người Chúa đã ban dư tràn ân phúc lành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hiến tế của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa chấp nhận của lễ chúng con dâng để cầu cho lề luật thánh thiện của hôn nhân, và xin Chúa tận tình chăm sóc công việc chính Chúa đã khôn ngoan xếp đặt. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Amen. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong Đức Kitô, Chúa đã ký kết giao ước mới với dân Chúa, để dân mà Chúa cứu chuộc nhờ mầu nhiệm sự chết và sự sống lại của Người sẽ được chung phần thần tính với Người và đồng thừa tự vinh quang của Người trên trời. Qua hôn nhân của người nam và người nữ, Chúa cho thấy Đức Kitô vì lòng từ ái vô biên đã quảng đại ban ơn sủng, để điều mà bí tích đang thực hiện sẽ nhắc nhở chúng con chương trình kỳ diệu của tình yêu Chúa. Vì thế cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con ca ngợi Chúa và không ngừng tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm Đức Tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhang và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết lại xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giáo Mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời
cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bản trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ Người với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: anh chị em thân mến, chúng ta hãy khẩn khoản nài xin Chúa nhân từ tuôn đổ phúc lành và ân sủng trên các tôi tớ Chúa vừa kết hôn trong Đức Kitô. Xin cho những người Chúa vừa liên kết bằng giao ước thánh được hòa thuận thương yêu nhau. Lạy Chúa, Chúa đã dùng quyền năng Chúa mà sáng tạo mọi vật từ hư vô, và sau khi sắp đặt công việc khởi đầu vũ trụ, cũng như tạo thành con người giống hình ảnh Chúa, Chúa đã dựng nên cho người nam một trợ tá bất khả phân ly là người nữ, để họ không còn là hai, mà là một xương một thịt, và dạy rằng không bao giờ được phân ly điều Chúa đã muốn thiết lập cho nên một. Lạy Chúa, Chúa dùng mầu nhiệm cao cả mà thánh hiến sự phối hợp vợ chồng để trong giao ước hôn nhân, Chúa báo trước bí tích của Đức Kitô và Hội Thánh. Lạy Chúa, nhờ Chúa người nữ được kết hợp với người nam, và Chúa ban cho xã hội Chúa thiết lập lúc khởi đầu này được hưởng phúc lành là phúc lành duy nhất, đã không bị hình phạt do tội nguyên tổ lẫn bản án đại hồng thủy lấy đi. Xin thương nhìn đến các tôi tớ Chúa đây đã liên kết với nhau để cùng chung sống vợ chồng, đang cầu mong được hưởng hạnh phúc lành của Chúa. Xin đổ ơn Chúa Thánh Thần xuống trên các tôi tớ Chúa, để nhờ có tình yêu Chúa chan hòa trong tâm hồn, các tôi tớ Chúa được bền lòng chung thủy với nhau trong giao ước hôn nhân. Xin cho nữ tỷ Chúa là chị Maria, Nguyễn Thị Thanh Huyền được ơn biết sống yêu thương thuận hòa, luôn noi gương các thánh nữ được tán dương trong Kinh Thánh. Xin cho người chồng thật lòng tin tưởng vợ mình, nhìn nhận nàng là người bạn bình đẳng, đồng hưởng ơn sự sống, biết kính trọng nàng cách xứng đáng và luôn yêu thương nàng bằng chính tình yêu Đức Kitô yêu thương Hội Thánh. Vậy giờ đây, lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho các tôi tớ Chúa được kiên trì gắn bó với đức tin cùng các huấn lệnh của Chúa, và nhờ chung thủy hợp nhất với nhau, họ nêu gương đời sống vẹn toàn. Nhờ sức mạnh tin mừng củng cố, họ nên nhân chứng tốt lành của Đức Kitô trước mặt mọi người. Và sau cùng, khi đạt tới tuổi già mong ước, họ được về nước trời hưởng cuộc sống của những người được chúc phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin cho Việt Nam. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa cử vào nhà con, được xin Chúa ban một đời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ quyền lực của hy lễ này, xin Chúa lấy lòng yêu ái thánh thiện theo dõi những định chế Chúa đã quan phòng thiết lập để những người Chúa cho liên kết thành một cộng đoàn thánh thiện và đã bồi dưỡng bằng cùng một bánh và cùng một chén, cũng được Chúa làm cho nên tâm đầu ý hợp trong một tình yêu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa là Cha hằng hữu gìn giữ các con hòa thuận yêu thương nhau, để bình an của Đức Kitô ở cùng các con và mãi lưu lại trong nhà các con. Xin cho các con được hưởng phúc lành nơi con cái, được bạn bè nâng đỡ và thực sự hòa hợp với mọi người. Xin cho các con nên nhân chứng tình yêu của Chúa nơi trần gian, để những người đau khổ đói nghèo nhìn thấy các con nhân hậu, ngày kia sẽ biết ơn mà đón tiếp các con vào lâu đài vĩnh cửu của Chúa. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em hiện diện nơi đây. Kính thưa quý cô bà và anh chị em, như vậy qua thánh lễ hôm nay, qua những gì mà anh Dưỡng cũng như chị Maria Huyền đã thiết ước với nhau, đã thề chung sống với nhau trọn đời và đã chính thức trở thành vợ chồng, chúng ta cùng nổ một tràng pháo tay nữa để chúc mừng hai bên gia đình. Chúc cho hai bạn luôn luôn được tâm đầu ý hợp và đặc biệt luôn luôn biết lắng nghe lời Chúa để sống yêu thương, sống bác ái, đặc biệt tôn trọng hai bên gia đình với nhau, sống tử tế với ông bà cha mẹ, để Chúa chúc phúc cho các bạn. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Nhiều khi xem hoa nở
chờ trăng lên, nương tay vóng đón lời ru hời. Chúa đã vui trong phận người, Ngài vui trong thân phận chúng con. Ngài xem muôn hoa thắm vườn nhà, Ngài nghe tiếng hát mẹ cha. Ngài 30 năm thấy thuận hòa và thấy nghĩa tình thiết tha. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Trăm năm mãi có ta có mình, dắt dìu nhau trên đường tình, dìu nhau trên con đường bên yêu. Dù khi an vui lúc ngậm ngùi, tình luôn son sắt đẹp tươi. Niềm tin linh thiêng giữa dòng đời là gió giúp thuyền lướt trôi. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Ngày xưa khi mây mở trời Cana, đôi chim trắng vút bay giữa trời. Chúa nhìn theo môi mỉm cười, Ngài vui trông theo từng lứa đôi. Nguyện xin Giêsu nối đường đời, dìu đưa trăm lối ngàn nơi. Người tay trong tay bước tuyệt vời về đến cõi trời thắm tươi. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng.